quay trở lại với kênh YouTube của mình. Hôm nay Hương sẽ làm ẩm thực, nhưng mà hôm nay Hương sẽ nấu một loại nước uống. Đó, Hương nấu cái món sữa bắp á các bạn. Giờ Hương sẽ quay video lại, mời các bạn cùng xem. Các bạn xem video mà thấy hay thì nhớ cho Hương một like, một lượt chia sẻ và một lượt đăng ký kênh để ủng hộ cho Hương càng phát triển các bạn. Bây giờ thì không nói nhiều nữa, đây nè các bạn, ở đây là mình sẽ nấu với hai trái bắp này nè các bạn. Hai trái bắp này là bắp Mỹ, bắp vàng các bạn, mình chỉ nấu hai trái thôi. Rồi tí nữa mình sẽ để thêm lá dứa vào với lại sữa đặc, sữa ông thọ các bạn, sữa đặc á. Rồi với lại đường. Rồi bây giờ là mình sẽ lột cái bắp này ra và mình cắt cái hộp nó ra. Mình sẽ lấy cái cùi, mình đi lấy cái cùi đó mình nấu với nước, nấu với khoảng 1 lít nước các bạn, đặng cho nó ra cái chất ngọt của cái bắp này. Rồi sau đó mình mới lấy cái nước ngọt đó đó, mình xay lại với cái bắp mà mình đã cắt nó ra các bạn. Này là bắp Mỹ các bạn. Bắt đầu Hương sẽ đi lọc nó ra để mà cắt cái hạt ra riêng và lấy cái cùi đi nấu nước. Mình sẽ múc cái sữa bắp này ra, mình múc ra ly các bạn. Bạn có thể uống nóng như vậy hoặc là uống lạnh cũng được. Uống lạnh thì các bạn sẽ để đá vào, nhưng mà phải để nguội nha, hay để đá vào nó cũng không có ngọt dữ lắm, tại nãy mình cho chỉ có 2 muỗng đường thôi và 1/3 của hộp sữa, sữa đặc các bạn. Các bạn, ly sữa của mình đã hoàn thành rồi các bạn. Nó rất là thành công, nó không có bị tắt lớp. Mời các bạn cùng thưởng thức với mình nha. Ngon quá, thơm, béo. Nó béo ở đây là nó béo của cái sữa đặc các bạn, với lại cái bắp. Ở đây các bạn, ở đây thì cái phần này là bắp mình đã nấu nè. Mình nấu sữa bắp chỉ có 2 trái thôi, còn cái này phần mình nấu bắp trái kêu bằng bắp luộc á.
đây là ri sữa bắp, đây là bắp trái. Mình mời tất cả các bạn cùng thưởng thức cái món sữa bắp với mình nha. Rất là thơm ngon, bao béo luôn. Mời các bạn uống với mình nha, nó rất là thơm. Mình nấu chỉ có hai cái trái bắp thôi, còn này thì mình đã luộc chín. Mời các bạn cũng uống sữa bắp với mình nha, nó rất là ngon mà cũng rất là dễ làm nữa các bạn. Các bạn xem video mà thấy hay thì nhớ cho mình một like, một chia sẻ và một lượt đăng ký kênh nha các bạn. Và mình cũng xin tạm dừng cái video sữa bắp của mình lại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video của mình. Cảm ơn rất nhiều.